đôi chè xanh em đưa tay hái nhanh nhanh, búp chè đậu xương long lanh trong nắng sớm mai. Nhanh tay em hái bao nụ chè xuân thơm ngát, tiếng cười trong vẫn duyên dáng sao cô gái hay chè. Tiết mục có điểm số cao nhất sẽ nhận được chứng nhận từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng 5 triệu đồng tiền mặt. Thời gian bình chọn từ ngày 20 tháng 10 đến hết ngày 11 tháng 11 năm 2024.